Mọi người có biết là cứ 2 giây thì có một lọ kem dưỡng da tay L'Occitane của Pháp được bán ra. Đây là lọ kem dưỡng da tay tốt nhất mà Lu xài từ trước đến nay nha. Đây là cái phiên bản mới ra, là một phiên bản cải tiến cái nắp và cái màu sắc của cái vỏ hộp. Nhờ cải tiến cái nắp này mà Lu xin phép chậm điểm cho em ấy từ 8 trên 10 lên là 10 trên 10 nha. Đây, ngày xưa á, cái nắp này này, mọi người, Lu xài rất là bực luôn. Vặn ra ha, xong rồi vặn vô ha, rất là bực luôn, cho nên là rất là bất tiện. Nhưng bây giờ cái phiên bản mới này này mở ra như vậy mọi người, là cái nắp nó cứ ở đây luôn, sau đó thì mọi người xài thôi. Đây à, đấy, khi mà mình đẩy lên như vậy này, mình đẩy lên như vậy là nó thẳng như vậy mọi người. Đây là một cục, ôi, đây nó cứng, nó không phải là cứng mà nó đặc này, đấy nó đặc như vậy này ha, cái kiểu như vậy này, dưỡng da cực tốt nha, siêu siêu thơm, thơm rất là dễ chịu nha, dưỡng ẩm cho tay rất là tốt, rất là mượt, mềm da nha. Nó chứa 20% shea butter, 20% bơ, nên là rất là mượt luôn, da rất là mịn màng luôn. Cái phần cùi chỏ của tay này mọi người, cái phần cùi chỏ của tay á, mọi người có bị khô và da bị nhăn nhúm lại không? Sau một thời gian bôi á thì cái chỗ này nó mượt luôn, nó mượt luôn mọi người. Xài cái tay mình nó mượt mọi người. Sau Lu thấy một số người họ chê là bết dính, nhưng mà Lu xài thì thấy không có bị bết dính gì cả. Cái Lu đang làm việc, cái bàn tay đang bị khô ráp này. Đây, so với tay Lu vừa bôi, nhìn tay Lu này, nhìn tay Lu vừa bôi và tay em Lu khi mà để bên cạnh nhau như vậy mới thấy được ha. Này, mọi người có thấy sự khác biệt trong cái bàn tay Lu này, bóng này, mượt ha. Còn bàn tay của em thì nó chưa có bôi gì, đang khô ráp này. Này, bây giờ thử đi. Này, bôi đi để xem được là before after như thế nào nha. Thở lấy nhiều dữ vậy. Ôi cái này biết sao không, lấy nhiều quá tiếc, tốn quá. Và nói chung là nó cũng đắt. Cái này là phiên bản 30 ml, phiên bản 30 ml nó có phiên bản to hơn nữa, 150 ml. Tí sau sau 1-2 phút là nó hết à? Mới đầu thì nó hơi dính một tí nhưng mà sau đó là nó hết nha, siêu mượt luôn. Đây, đâu, đâu. Đấy, bây giờ này, bây giờ hết khô này ha, cầm đã ha. Rồi cái này chưa có người yêu, anh nào cầm cái có người yêu luôn. No, 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 no. Lu vừa tranh thủ ra shop L'Occitane ở Paris để lụm thêm mấy hộp nữa, gửi về cho bạn Lu ở Việt Nam và tặng cho em gái của Lu. Lu giữ lại một hộp để xài. Nó có 3 size nha, 150 ml nè, 50 ml và 30 ml. 30 ml thì nó tiện để mình mang đi du lịch hơn và bỏ trong túi. Cảm nhận của mọi người như nào khi xài cái lọ kem này thì comment chia sẻ với Lu nha. Bye bye!